Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh CDT News. Sau đây là phần tin. Ăn nhiều những thực phẩm rẻ tiền này giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đường ruột. Có thể những loại rau chi hành sẽ khiến bạn cảm thấy ngại ngùng khi ăn trong phòng kín vì mùi hương ý ẹ. Nhưng sau khi xem video này, đảm bảo bạn sẽ mạnh dạn thêm hành, tỏi tây vào các món ăn mỗi ngày. Một nghiên cứu mới đây cho biết một số loại rau chi hành Allium, bao gồm tỏi, tỏi tây và hành tây có khả năng giảm đáng kể nguy cơ ung thư đường ruột. Mỗi năm có tới 42.000 người Anh được chẩn đoán mắc căn bệnh này và nó giết chết hơn 16.000 người trong số đó. Nhưng nghiên cứu này cho thấy một củ hành tây nhỏ mỗi ngày sẽ ngăn chặn phần lớn khả năng mắc bệnh. Nghiên cứu đã được thực hiện trên 1.600 đàn ông và phụ nữ, cho thấy những người tiêu thụ hành, tỏi tây nhiều có khả năng mắc ung thư ruột thấp hơn tới 79% so với những người ăn ít hoặc không ăn. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong rau chi hành trước đây cũng đã được chứng minh là chống lại ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Tác giả của nghiên cứu mới nhất này, tiến sĩ Ji Li thuộc Bệnh viện Đại học Y Trung Quốc ở Thẩm Dương cho biết, lượng rau chi hành bạn ăn vào càng nhiều thì khả năng kháng bệnh càng tốt. Các nhà nghiên cứu nhận thấy ăn ít nhất 16kg loại rau này mỗi năm có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột. Điều này có nghĩa là khoảng 1,5g trên một ngày, tương đương với một củ hành tây. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Ung thư Lâm sàng Châu Á Thái Bình Dương, một lần nữa đã so sánh 833 bệnh nhân ung thư ruột có cùng chỉ số sức khỏe bằng cách điền vào bảng tần số thực phẩm. Đa phần trong số họ ăn rất ít hành, tỏi tây, thậm chí là không bao giờ ăn. Tiến sĩ Lee cũng chỉ ra rằng phương pháp nấu ăn ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng những loại rau này. Ví dụ, hành tây luộc làm giảm các hóa chất hữu ích, trong khi cắt và nghiền tỏi tươi sẽ giữ lại trọn vẹn dinh dưỡng. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.